Chào buổi sáng các bác nhá. Bây giờ mà sắp mùa đông rồi mà các bác nhìn đấy, ánh nắng như mùa hè luôn, rau tép hết luôn, nó hanh. Thời tiết tầm này rau bị tép luôn, rau trên vườn này em thì này chuẩn bị được thu hoạch rồi. Đây cải ngọt nhé, kia cải bẹ xuống này. Đây đúng các bác. Cái cây cái hạt này là hạt gì này? Đấy. Lâu lắm em không thực hiện cái clip về cái cây này, vì là một phần là cái diện tích em dành cho cái vườn này em để em trồng rau thủy canh, còn cái cây mà các bác này thì em chỉ trồng vài chậu thôi. Đây. Đây là cái cây sâm đất nha các bác nhé. Đây cái củ nó này. Đấy, các bác nhìn lên lên nét lại một chút. Đấy. Đây là cái củ con nhé. Đây né nó này, các bác nhìn nó kỹ này. Đấy thì vì sao này em quay cái hạt này? Vì thứ nhất là cái tầm tháng 10 tháng 11 này thì nó hạt nó của cây này nó bắt đầu nó ra hoa hạt. Thực ra nó ra quanh năm thôi, nhưng mà cái mùa này là nó cái cây của nó ít phát triển lá hơn, làm chủ yếu là ra hoa. Thì có một bác ở trên Sơn La có nhắn đến cho em là xin ít hạt, thì em hái và phơi khô để gửi lên cho bác ấy. Thì làm clip này thì thứ nhất là chia sẻ cho các bác là về cái cây của nó như thế này. Khi các bác để 1-2 năm thì cái củ nó rất to. Em nó có một cái hai clip mà em thu hoạch ở trong cái chậu ấy, thì củ nó to đến bằng ngón tay cái này cơ. Mình rửa sạch trông như là cái củ sâm, còn đây lúc này là cái rễ nó non rồi. Thì đặc tính của cái cây sâm này thì các bác nó rất nhiều tác dụng nhá. Thì cái phần lá này các bác ăn nó như mùng tơi, và nó sẽ nó như này, miêu tả như nào này. Cái hương vị của nó ấy, các bác nấu canh cua ấy giống hệt mùng tơi luôn, và nó thanh nhiệt. Mùa hè các bác ăn này rất tốt luôn. Còn cái củ này chúng ta có thể sắc lên uống hoặc ngâm rượu tùy các bác. Và thứ ba đó là cái cây này nó rất dễ trồng, các bác trồng trong chậu các bác cái dinh dưỡng nó các bác không phải quan tâm nhiều đâu. Gần như là trước đây em trồng thì em bỏ mặc ấy, trồng để cùng với cái cây hoa kìa, đấy nó đều mọc. Bây giờ những cái chậu mà nó văng một ít hạt nó đều lên. Và thứ hai là chia sẻ cho các bác ở Bắc Thuân ở Sơn La nhé, là cái hạt này lúc đầu nó nảy mầm rất khó, nên các bác kiên trì một chút để lâu nó mọc. Và em sẽ gửi nhiều nhiều cho các bác, vì là lúc trước em gieo á nó mọc tự nhiên thì nó nảy mầm rất tốt, nhưng mà mình gieo thì có thể là cái hạt này nó có cái hạt già hoặc hạt non hay như nào đấy, thì lúc đầu em gieo cũng rất khó. Và khi mà cái lúc em gửi thì em sẽ cố gắng gửi cho bác 1-2 cái củ như này tươi này, để nếu mà đi đường khoảng mất 1 tuần và hy vọng là nó sẽ sống, thì lúc đấy thì bác có thể trồng luôn được. Đấy. Thì bác đã có nhắn đến là bác mua một ít hạt, nhưng mà thực ra là cái cây này nó rất dễ mọc, cũng không có gì phải bán cho bác, thì em sẽ gửi cho bác, và hy vọng là bác sẽ sớm được một cái chậu, hoặc là nếu mà bác có thể là nhân lên một vườn, vì là cái cây này khi mà nó đã lên rồi thì nó giống như là cái cây diếp cá đấy, hạt nó văng lên đâu nó sẽ nảy đến đấy.
rất dễ, chỉ là khó cái lúc đầu thôi. Thì trước đây thì em cũng xin được một ít hạt ở trong miền Nam cơ, em cầm ra đây. Thì về sau thì em cũng gây được nên được một vài chậu, và thời điểm cao thì em còn phải nhổ bớt đi cơ. Chúc bác thành công với cái hạt giống này nhá.